tác động ngày càng gia tăng của các đập nước ở thượng nguồn đối với sông Mê Công. Thân mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình của chúng tôi. Trước tiên chúng tôi có một mong muốn nhỏ. Nếu quý vị thấy chương trình này phù hợp, vui lòng bấm nút đăng ký để ủng hộ kênh TOV. Kính thưa quý vị, một nhóm tác giả bao gồm Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Phương Nguyên, Lê Minh Hiếu và James Barton đã cùng đứng tên trong một bài báo có tựa đề mà chúng tôi xin được tạm dịch là tác động ngày càng gia tăng của các đập nước ở thượng nguồn đối với sông Mê Công, được đăng tải vào ngày 27 tháng 7 trên tờ The Diplomat với nhiều nội dung liên quan đến đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam mà theo chúng tôi là đáng tham khảo. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi xin được chia sẻ nội dung của bài viết này đến với quý vị và các bạn. Theo các tác giả, đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam đang phải chịu nhiều hiểm họa nhất trong thời điểm các tác động ngày càng gia tăng và giao thoa từ biến đổi khí hậu và thủy điện. Năm nay đánh dấu một mùa khô kỷ lục khác đối với lưu vực sông Mê Công. Diễn đàn Môi trường Mê Công, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại thành phố Cần Thơ, đã hỗ trợ nhóm dự án giám sát đập Mê Công MDM trong việc dịch các bản cập nhật hàng tuần về hoạt động của các đập thủy điện được quan sát thấy ở thượng nguồn sông Mê Công trong vài năm qua. Chúng tôi đã tổng hợp các bản cập nhật trong nửa đầu năm 2024 để lập bản đồ và cung cấp thông tin chi tiết về tác động mới nhất của đập nước đối với các hệ thống thủy điện và sinh thái vùng hạ lưu, bằng chứng hỗ trợ cho sự hiểu biết của chúng tôi về khả năng xảy ra khủng hoảng nước kép khi hoạt động của các đập thượng nguồn giao thoa với các tác động của biến đổi khí hậu ở hạ lưu. Những phát hiện này khẳng định lại một lần nữa mối quan ngại gần đây của các chuyên gia và công chúng về các tác động xuyên biên giới do việc đầu tư quá mức cho mục đích xây đập trên sông Mê Công. Chúng tôi kêu gọi sự hợp tác và phối hợp xuyên biên giới để thúc đẩy việc sử dụng có trách nhiệm, minh bạch và bền vững các nguồn tài nguyên nước chung trong lưu vực sông Mê Công. Là nạn nhân ở hạ lưu, đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, giống như nhiều cộng đồng ven sông và vùng đất ngập nước tại Campuchia, phải chịu nhiều hiểm họa nhất do biến đổi khí hậu và tác động của các đập thủy điện. Từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2024, khu vực hạ lưu sông Cửu Long, bao gồm Đông Bắc Thái Lan, Campuchia, Lào và Việt Nam, đã có nhiệt độ cao vượt xa dự báo. Tình trạng khô hạn cực độ đã được ghi nhận ở Tam Giác Vàng, Hồ Tông Lê Sáp ở Campuchia, miền Trung Lào và dọc theo bờ biển Việt Nam. Xâm nhập mặn nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Việt Nam, khiến nhiều cư dân ở đồng bằng sông Cửu Long phải vật lộn với tình trạng thiếu nước ngọt. Các nhà máy thủy điện và dòng chảy đã có tác động đáng kể đến tình trạng hạn hán trên sông Cửu Long, dù mức độ thay đổi sẽ phụ thuộc theo mùa. Theo báo cáo của Trung tâm Giám sát đập sông Cửu Long, mùa khô năm 2024 đã chứng kiến lượng nước xả ra từ các đập thủy điện thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Nguyên nhân chủ yếu là do hạn hán vào mùa mưa năm 2023 ở Trung Quốc, dẫn đến sản lượng điện của các thủy điện giảm, do đó mực nước sông dọc biên giới Thái Lan, Lào, từ Chiang Saen đến Na Khon Phanom đã giảm đáng kể, có khả năng làm mất cân bằng sinh thái ở những khu vực này. Tuy nhiên, lượng nước được xả ra từ các đập thủy điện thấp hơn ở Trung Quốc đã duy trì mực nước sông gần như bình thường vào tháng 3 và tháng 4. Điều này có lợi, vì việc xả đập để sản xuất điện ở sông Mê Công trong một thập kỷ qua, làm tăng lượng nước sông một cách giả tạo lên gấp 2 đến 3 lần lưu lượng trung bình vào tháng 3, gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường, đặc biệt là đối với các khu rừng ngập nước của Campuchia. Mặc dù vào năm 2024, mực nước ở các khu rừng này thấp hơn so với những năm gần đây, nhưng chúng vẫn cao hơn nhiều so với mức bình thường, do các đập lớn ở thượng nguồn xả lũ, dẫn đến những hậu quả tiêu cực đối với hệ sinh thái rừng ngập nước. Việc giảm xả lũ trong năm nay đã mang lại một số kết quả tích cực, cho phép các khu rừng khô ráo sau những trận lụt vào mùa mưa trước đó, nhưng những tác động đang diễn ra từ các hoạt động ở thượng nguồn vẫn tiếp tục gây ra những mối đe dọa đáng kể đối với hệ sinh thái rừng. Việc xả nước ít hơn bình thường vào mùa khô để sản xuất điện đã làm giảm hơn nữa sự đóng góp nước tại Trung Quốc vào dòng chảy của sông Mê Công trong năm nay, vốn đã giảm do điều kiện dòng chảy tự nhiên bất thường. Theo MDM, đập Thác Bạt tại Trung Quốc bắt đầu đầy nước vào đầu tháng 2 năm 2024, làm hạn chế 1.215 tỷ mét khối nước tham gia vào dòng chảy của sông Mê Công, để đưa hồ chứa trở lại mức bình thường trong vòng chưa đầy 6 tháng. Các hạn chế tiếp theo ở hạ lưu xảy ra khi Trung Quốc bắt đầu tích nước vào đập lớn nhất ở sông Mê Công, hồ chứa Nọa Trác Độ, vào thời điểm cuối tháng 4. Việc tích nước sớm của sông Mê Công lẽ ra phải được quan sát thấy ở hạ lưu, nhưng thay vào đó, nó đã bị các đập Thác Bạt và Nọa Trác Độ của Trung Quốc ngăn lại. Mặc dù điều này có lợi cho Trung Quốc bằng cách tiết kiệm nước cho sản xuất điện trong mùa khô năm 2025, nhưng nó lại có tác động bất lợi cho vùng hạ lưu. 892 triệu mét khối nước chảy vào đập Nọa Trác Độ, bằng với tổng lượng nước xả ra của tất cả các đập khác, dẫn đến lưu lượng nước gần như không thay đổi trên toàn bộ lưu vực. Sự gián đoạn này có khả năng làm xáo trộn đáng kể các chu kỳ tự nhiên của nhiều hệ sinh thái trên khắp khu vực. do hầu hết lưu vực ở hạ lưu tiếp tục chịu hạn hán trong suốt 3 tuần đầu của tháng 6 và lệnh hạn chế sử dụng nước của Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm tình trạng vốn đã tồi tệ ở hạ lưu sông Mê Công. Ngoài ra, trong 11 ngày liên tiếp của tháng 5, đập Cảnh Hồng của Trung Quốc đã xả nước đột ngột vào buổi chiều và buổi tối để tối đa hóa sản lượng điện khi nhu cầu điện tăng cao, sau đó là tích nước vào ban đêm. Việc điều chỉnh dòng nước như vậy đã tạo ra các đỉnh và thấp đột ngột cho hệ sinh thái của sông Mê Công, gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng đối với môi trường sống của cá và cản trở quá trình di cư của cá. Khủng hoảng nước kép ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam và các khuyến nghị chính sách. Trong suốt mùa khô năm nay, hầu hết đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam vẫn cần nước do phải tưới tiêu cho vụ lúa xuân. Dựa trên kinh nghiệm gần đây về hạn hán, Việt Nam đã có những biện pháp chuẩn bị đáng kể để giảm thiểu các tác động của hạn hán và bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Bất chấp những nỗ lực này, tình trạng khô hạn nghiêm trọng đã xuất hiện ở các tỉnh ven biển của đồng bằng do nguồn cung cấp nước từ thượng nguồn sông Mê Công giảm và tình trạng xâm nhập mặn khiến các con sông và kênh rạch không thể tưới tiêu cho đồng ruộng. Các cánh đồng ở những khu vực này thiếu nước ngọt và đang nhanh chóng khô cạn. Do đó, gần 1 triệu cư dân đồng bằng ở các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh và Cà Mau đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt nghiêm trọng. Diễn đàn Môi trường Mê Công gần đây do Trung tâm Stimson và Liên minh Bảo tồn Quốc tế IUCN đồng tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh để đưa ra một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam nhằm giảm thiểu cuộc khủng hoảng nước kép. Đầu tiên, Việt Nam nên hợp tác với các nước láng giềng và các tổ chức nghiên cứu quốc tế để đưa ra các đánh giá có thẩm quyền về thách thức kép do thủy điện và rủi ro khí hậu gây ra đối với các cộng đồng và hệ sinh thái bị ảnh hưởng. Thứ hai, chính phủ nên tận dụng Hiệp định Mê Công năm 1995 và luật pháp quốc tế về nguồn nước xuyên biên giới để hợp tác với các chính phủ ven sông và đơn vị vận hành đập nhằm duy trì dòng chảy tối thiểu trên các con sông xuyên biên giới, qua đó bảo vệ môi trường sống quan trọng ở hạ lưu và các trung tâm nông nghiệp khỏi bị tàn phá. Thứ ba, chính phủ nên hỗ trợ và cho phép các hệ thống canh tác thay thế ở những khu vực khan hiếm nước và suy thoái đất ở đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm việc cho phép luân canh cây trồng vào mùa khô và điều chỉnh các mục tiêu chính sách xuất khẩu để hỗ trợ các loại cây trồng thay thế. Thứ tư, chính phủ và các đối tác phát triển nước ngoài nên đầu tư vào các hệ thống kỹ thuật cho hệ thống cảnh báo sớm và cải thiện các phản ứng quản lý để ứng phó với thảm họa. Thứ năm, chính quyền các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long nên hỗ trợ việc trồng trọt các loại cây thay thế thông qua việc cung cấp hướng dẫn chính sách cho nông dân. Họ có thể làm như vậy bằng cách cho phép và khuyến khích sự hỗ trợ từ các viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ, các chuyên gia độc lập và các tổ chức đào tạo nghề. Những tổ chức có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho những nông dân muốn chuyển sang các phương pháp bền vững hơn, như cải thiện hệ thống tưới tiêu và đa dạng hóa cây trồng,